Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Hợp tác cung cấp nguồn nhân lực công nghệ số. Tăng cường các giải pháp ngăn chặn xâm lấn đất rừng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 13 tháng 11, Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề Sứ Thanh đa dạng văn hóa và phát triển bền vững. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của các giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trung ương và địa phương. Hội thảo Quốc gia Sứ Thanh đa dạng văn hóa và phát triển bền vững thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu trong cả nước, các trường đại học cao đẳng, học viện, viện nghiên cứu, trung tâm bảo tồn di sản. Ban tổ chức đã nhận được hơn 80 bài tham luận, trong đó có 57 bài tham luận đã được lựa chọn đưa vào kỷ yếu hội thảo. Các tham luận tại hội thảo tập trung khẳng định tính đa dạng của văn hóa, sự giàu có về di sản văn hóa của Thanh Hóa với những di sản được xếp hạng cỡ thế giới và quốc gia thành nhà Hồ. Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Hang Cong Mong, Đền Bà Triệu, Đền Lê Hoàn, thắng cảnh Sầm Sơn, nhiều di sản văn hóa phi vật thể quý báu như lễ hội Bà Triệu, lễ hội Mường Xia, hát sắc bùa của người Mường, lễ hội trò chiềng Yên Định, trò diễn Xuân Phả, lễ hội Pồn Pông. Bên cạnh đó, Sứ Thanh còn có 160 lễ hội truyền thống, 50 lễ hội liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo. Để phát huy các giá trị văn hóa vì sự phát triển bền vững, các nhà khoa học đề xuất các giải pháp về bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, bảo vệ và khai thác giá trị di sản văn hóa tộc người trong phát triển kinh tế du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa, phát huy giá trị văn hóa và con người Thanh Hóa trong mối quan hệ hài hòa, bình đẳng, tạo thành sức mạnh nội sinh, nguồn sức mạnh để Thanh Hóa phát triển bền vững. Sáng nay, ngày 13 tháng 11, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028. Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đến các cấp công đoàn những nội dung cơ bản của Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028. Chuyên đề về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể mang lại lợi ích cho đoàn viên người lao động, đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, trọng tâm là chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của đơn vị mình, góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20. Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa và Trường Đại học Hồng Đức đã làm việc với tập đoàn IDS Nhật Bản. Hai bên đã trao đổi về nhu cầu, định hướng hợp tác trong cung cấp nguồn nhân lực công nghệ số làm việc tại Nhật Bản. Tập đoàn IDS Nhật Bản có lịch sử gần 30 năm phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin, với kinh nghiệm hợp tác cung cấp các sản phẩm số cho các doanh nghiệp lớn như Sony, IBM Nhật Bản, Mitsubishi, Amazon. Từ năm 2017, tập đoàn đã mở chi nhánh tại Việt Nam. Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa, Trường Đại học Hồng Đức và tập đoàn IDS Nhật Bản đã trao đổi thông tin, nhu cầu về nguồn nhân lực trong các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghệ số, đồng thời định hướng về hợp tác đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với yêu cầu của tập đoàn IDS nói riêng, các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung. Những năm gần đây, nhu cầu kỹ sư công nghệ ở Nhật Bản đang gia tăng nhanh chóng, trong khi nguồn cung lao động của nước này ngày càng giảm dần do tình trạng giảm và già hóa dân số. Sự thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ số tại Nhật Bản sẽ mở ra cơ hội hợp tác rất lớn trong thời gian tới giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng. Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa đến thăm tặng các cựu giáo viên thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh. Đại diện Hội cựu thanh niên tỉnh và Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa tặng quà cho 13 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từng có thời gian tham gia dạy học văn hóa cho đồng đội trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ tại các huyện Hoàng Hóa, Triệu Sơn và thành phố Thanh Hóa. Nhận hỗ trợ suốt đời hai cựu thanh niên xung phong với mức hỗ trợ 500.000 đồng một tháng. Đây là việc làm thể hiện sự tri ân của công ty trước những cống hiến hy sinh của các thế hệ thanh niên xung phong trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc cũng như trong thời kỳ kiến thiết, xây dựng, phát triển đất nước. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm là dịp các điểm văn hóa tâm linh trên địa bàn Thanh Hóa thu hút khách. Xác định đây không chỉ là sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân, mà còn là cơ hội để thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Chính quyền các địa phương, nơi có các di tích tâm linh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn và văn minh tại các điểm đến. Vào tháng 9 âm lịch hàng năm,
Đền Sòng và đền Chín Giếng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn mỗi ngày thu hút hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài tỉnh. Ban quản lý các di tích đã tăng cường công tác quản lý, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt di tích đền Cô Chín vừa được thị xã Bỉm Sơn quy hoạch đầu tư bãi đỗ xe nên không còn tình trạng ùn tắc giao thông như những năm trước. Theo tín ngưỡng của người Việt, cuối năm thường là dịp người dân và du khách thập phương đến các di tích đền chùa để trả lễ, đáp lễ. Các địa phương và ban quản lý các di tích, các khu điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã quy hoạch lại các điểm bán hàng, khu đón tiếp khách để không gian di tích ngày càng sạch đẹp và quy củ. Qua đó góp phần đảm bảo chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh văn minh hấp dẫn, an toàn tại các điểm đến văn hóa tâm linh. Việc sử dụng điện thoại tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng là bị cấm do nguy cơ cháy nổ. Tuy nhiên hiện nay, việc thanh toán không dùng tiền mặt qua các ứng dụng trên điện thoại di động lại đang trở nên phổ biến, buộc các cơ sở kinh doanh xăng dầu phải có biện pháp vừa đảm bảo phòng cháy chữa cháy, vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thanh Hóa hiện có 343 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với khoảng 590 cửa hàng. Để phòng ngừa cháy nổ, các cửa hàng xăng dầu đã bố trí khu vực thanh toán đảm bảo khoảng cách với các cột bơm xăng, hướng dẫn khách hàng thanh toán qua điện thoại tại khu vực quy định. Cùng với đó là rà soát, bổ sung phương án thiết bị phòng cháy. Nhờ thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy, nên dù số lượt thanh toán tiền xăng dầu qua điện thoại di động ngày càng nhiều, nhưng chưa xảy ra trường hợp cháy nổ nào liên quan. Thanh toán không dùng tiền mặt qua điện thoại sẽ ngày càng phát triển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn ở các cơ sở kinh doanh xăng dầu. Ngoài các biện pháp phòng chống của cơ quan chức năng, các doanh nghiệp khách hàng cũng cần chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng điện thoại di động ở các trạm xăng để phòng chống cháy nổ. Thời gian qua, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng người dân tự ý xâm lấn đất rừng phòng hộ để trồng rừng. Mặc dù các cơ quan chức năng cùng chính quyền các địa phương đã tích cực vào cuộc để ngăn chặn, xử lý, nhưng tình trạng xâm lấn đất rừng phòng hộ vẫn diễn ra. Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 181 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, trong đó lấn chiếm đất rừng là 43 vụ, giảm 5 vụ so với năm 2022, chủ yếu ở địa bàn huyện Thường Xuân, Bá Thước, Như Sơn và Quan Sơn. Nhằm ngăn chặn hiệu quả việc xâm lấn rừng, bảo vệ tốt rừng phòng hộ, ngành Kiểm lâm Thanh Hóa đã tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng như Bộ đội Biên phòng, Công an và Ủy ban nhân dân các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, tập trung vận động các hộ đồng bào dân tộc thiểu số từ bỏ việc phát rừng làm rẫy gây ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ rừng, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý rừng, tích cực tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm và kịp thời các vụ việc xâm lấn đất rừng. Chi cục Kiểm lâm sẽ triển khai thực hiện các cái mô hình trồng cây thảo quả dưới tán rừng tự nhiên. Thứ hai nữa là phối hợp với các cái cơ quan tổ chức trong và ngoài nước để có cái nguồn kinh phí cho từ cái chi trả dịch vụ môi trường rừng, nâng cao cái thu nhập cho người chủ rừng và người dân, cái hạn chế đến mức thấp nhất có đến cái việc mà xâm lấn phá cái rừng tự nhiên. Để hạn chế tình trạng xâm lấn đất rừng, trong kế hoạch 10 năm giai đoạn 2021-2030, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ nghiên cứu đề xuất với Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện một số chính sách như quy hoạch lâm nghiệp phù hợp với thực tế phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Theo đó, diện tích đất rừng phòng hộ ít xung yếu chuyển thành đất sản xuất để thực hiện giao đất giao rừng cho bà con có đất sản xuất, giảm tình trạng lấn chiếm đất rừng đặc dụng phòng hộ để sản xuất, đề xuất đóng cọc mốc các loại rừng. Công an huyện Hoàng Hóa và đội quản lý thị trường số 10, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa vừa kiểm tra, phát hiện cơ sở sản xuất giấy Đạt Phát có địa chỉ ở xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, sản xuất giấy vệ sinh giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu đang bán trên thị trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ một lượng lớn nguyên liệu và giấy vệ sinh thành phẩm cùng nhiều loại bao bì giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu giấy vệ sinh đang bán trên thị trường. Chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số giấy vệ sinh trên là do ông mua bao bì, túi đựng có in nhãn hiệu trên thị trường, sau đó mang về tự đóng gói. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm gồm giấy cuộn, túi giấy, khăn giấy, các bao bì nhãn hàng hóa. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ. Bản tin thời sự cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.